Rồi, xin chào tất cả quý anh chị em nhá. Tiếp theo hôm nay là lên con quay RSX nữa nè. Con này thì 2011 anh em nhá. Con này thì 2011 và giá của con này cũng là 11.500.000 luôn. Đấy, giá cả thì công khai cho anh em luôn, thương lượng nhẹ nhá, có bớt nhẹ cho anh em, có trả góp và có ship xe đầy đủ. Nên là nếu mà anh em đang có nhu cầu và muốn mua cái dòng xe này á, thì có thể liên hệ đến cửa hàng xe máy Di Đạt qua cái đầu số là 0932325278 nha. Đấy thì bây giờ em đi một vòng chi tiết cho anh em coi. Đó. Đi chi tiết cận cảnh nhá. Con này đẹp lắm anh em ạ. À. Con này mộc anh em. Con này nói chung là mấy dòng này thì chất xe của nó là mộc đẹp. Mộc xe, chủ yếu là xe mộc thôi anh em ạ. À. Zin mộc hoàn toàn luôn nên là anh em mua về là đi tốt luôn về luôn á. Chất xe đẹp lắm. Đó, anh em đi làm, đi cày cuốc hoặc đi chơi nó cũng đẹp. Đấy. Máy 110 anh em nhé. Dòng này thì máy 110, đời 2011 máy 110. Chất xe thì khỏi bàn, đẹp. Đấy anh em nhìn ha, chóa đèn này, chóa đèn nó còn sáng lắm, chóa đèn còn sáng này. Các chi tiết anh em ơi. Các chi tiết đẹp lắm. RSX nhá. Con này cũng có dán keo nữa anh em à, con này cũng có dán keo nữa. Nói chung là mấy xe hồi xưa mọi người mua về kỹ lắm, dán keo hết à. Bên em về thì lại bóc ra anh em à, tại vì cái nó lâu ngày rồi á, nó ố vàng á, nó hơi nham nhở một tí thì bên em về lại bóc ra. Đấy, con này cũng dán keo luôn. Này anh em nhìn này, đẹp lắm. Này keo dán còn luôn này, chưa bóc hết nữa. Chất xe cực kỳ. Rồi, đây anh em tham khảo nhá, anh em tham khảo. Keo Nissin này, đĩa này. Đấy, điền này. Điền Goxi nhá anh em. Thì cũng là 11.500.000 thôi anh em ạ, à. Cũng là 11.500.000 thôi. Bên em hiện tại về được hai con như thế này, được hai con như thế này, hai con RSX như thế này, máy 110 như thế này. Đó thì anh em tham khảo nhá, anh em mà ghét thì đến liên hệ đến cửa hàng xe máy Di Đạt nhá. Hãy liên hệ giúp em. Hàng nói chung là hàng cũng hiếm anh em ạ, à, hàng hiếm nha. Đẹp anh em ạ. À. Này dành chân trước này. Không xi không dặm nhá, nói chung là mộc cho anh em luôn. Đấy nó chỉ đổ sơn theo thời gian thôi nhưng mà bên em thì cũng không xi không dặm gì hết. Chuẩn chỉ cho anh em luôn. Đó, chuẩn chỉ cho anh em mang về đi làm luôn, cày luôn. Rồi RSX này anh em nào mà đi rồi thì cũng biết. Ừ, kể cả RSX máy 100 và RSX máy 110. Khi mà anh em lên xe anh em chạy nó rất là bốc. Máy nó rất là bốc. Đó, kể cả con máy 100 cũng vậy, nó rất là bốc anh em ạ. À. Anh em lên đề ba cái là phi ào ào thôi. Máy 110 cũng rất là bốc luôn anh em. Đấy. Nói về cục máy của mấy con RSX thì chuẩn luôn, nếp. Không sậm, không xi gì hết nha anh em. Nói chung là theo thời gian, theo năm tháng thì nó còn như thế nào là để nguyên xi như vậy anh em ạ. À. Cá của nó này. Đó. Anh em nhìn này. Đấy cặc tè này, ốc tán này, thấy không? Nét không? Rất là nét luôn anh em ạ, à. Cặc tè ốc tán của nó rất là nét luôn. Này. Anh em thấy không? Niềng thì goxi hết rồi, niềng căm, niềng thì tất cả mấy cái này của nó hết rồi. Cam cũng còn đẹp lắm anh em, nhìn còn chắc chắn lắm. Đó thì anh em alo thôi, 0932325278 thôi. Nói chung hàng này thì lâu lâu lại về được anh em ạ, à. Hàng này thì lâu lâu lại về được. Chúc lúc trước thì về được chiếc nào thì cũng bán chiếc đấy rồi, thì bữa nay lại về được hai chiếc này, hai chiếc RSX máy 110 với một chiếc màu trắng là máy 100. Đó thì cũng đăng lên thôi. Quay rồi đăng lên để anh em tham khảo ấy, thì anh em nào thiện chí thì gọi thôi. Hả? Này, áo đẹp anh em nhé, áo nói chung là mấy con này dán keo hết anh em, về bên em lột hết á, chắc lắm, còn đẹp. 60B1 ha, nói chung là gốc thành phố Biên Hòa hết. Hai con là 25601 này, đấy con kia thì biển số khác, con này biển số khác nhá. Nên là nhiều khi quay lên thì đăng hai con gần nhau thì anh em xem kỹ ha. Đó. Đấy anh em nhìn này, anh em nhìn chất xe này. Nhìn nước ốc, nước tán, chất xe của nó rất là nét.
Cái này anh em nhìn đến xem xe kỹ là nhìn thấy được là nét lắm. Mua mấy con mà nó còn mộc anh em. Mua xe mua mấy con nó còn zin còn mộc á. Đó, anh em nhìn cái chất xe của nó tươi lắm, nó khác biệt lắm. Mà khi mà một khi mà dọn cái này dọn cái kia, thay cái này thay cái kia là anh em nhìn sẽ nhìn thấy chỗi liền. Đấy, đảm bảo với anh em luôn. Con này cũng vậy, là ô vọng rồi chắc chắn lắm. Đồ này kia các thứ. Nói chung là máy móc êm lắm, êm mà chắc ha. Nè, anh em nhìn ốc tán đầu các thứ, anh em nhìn ốc tán các thứ đánh giá nha. Bô bọc, cái này bô này thì không biết là hàng cái cổ bô này, này cổ bô này làm lại cổ bô hay sao. Trăm mười, con này thì máy 110, 109. Nói chung là đồ sale xe của nó nét lắm. Bên này thì cái này hơi xấu này anh em này. Cái này hơi xấu này, tại vì nó còn keo á anh em. Nhìn nó hơi xấu. Nó còn keo dán lên á anh em. Nhìn nó hơi xấu, cái này hơi ố này. Lột nó hơi ố thì tí. Đấy, còn phía chỗ này thì đẹp. Tại vì lột keo lâu ngày anh em. Đấy, anh em coi tham khảo à, coi chất xe. Con này thì nói chung là chất mộc thôi. Với con xe này khi quay lên thì chắc chắn với anh em là một điều là chất xe nó mộc. Nó nguyên thủy của nó hồi xưa đến giờ. Đó là nhìn nó nét. Đấy, đồng hồ, mặt đồng hồ đẹp lắm. Mặt đồng hồ này nhìn rất là đẹp nha anh em. RSX. Cái loại trong các cái đời RSX thì em nhìn thấy đồng hồ của cái con RSX máy 110 này là đẹp nhất này. Cái đời này là đẹp nhất anh em này. Rất là đẹp. Đời này đẹp nhất trong các đời RSX. Gương kiến đầy đủ hết anh em ạ, à. Gương kiến đầy đủ, bình xăng, bình đồ là đẹp hết luôn. Đấy anh em coi tổng thể thôi. Anh em coi tổng thể đánh giá thôi. Cái đầu khung xương của nó là cũng đẹp lắm. Nét anh em ạ, à. Nói chung là lâu lâu về được con, mấy con anh em ơi. Lâu lâu về được mấy con. Thì chất xe nó nét, nó mộc. Chất xe nó nét, nó mộc, đẹp từ trong ra ngoài. Các chi tiết là chóa đèn hay là mọi thứ là hoàn hảo hết anh em ha. Điện đề đèn còi là hoàn hảo hết. Đấy thì anh em thiện chí anh em gọi thôi, anh em thiện chí anh em gọi giúp em cái đầu số là 0932325278, làm việc trực tiếp đến cửa hàng giúp em. Đấy thì bên em thì có trả góp này, có ship xe này, xe này thì sang tên được, rút gốc được. Đó, mọi thứ là mộc mạc hết anh em ha. Rồi chia sẻ lên anh em thì anh em alo nhé. Gốc thành phố Biên Hòa. Đấy, chất xe thì khỏi bàn luôn. Zin mộc hoàn toàn. Rồi vậy nha anh em.